Hello, xin chào cả nhà của mình. Hiện tại bây giờ là 9 giờ 12 phút tối cả nhà. Anh em tụi Ngọc mới vừa về tới Sài Gòn. Tính là Ngọc tính ghé Bến Tre luôn. Nhưng mà giờ mà ghé Bến Tre thì cũng tối thui. Rồi đâu có làm gì được. Mà ngày mai Ngọc cũng có công việc. Nên là thôi, để Ngọc xong lo xong công việc đã. Rồi xong mình về Bến Tre sao cho nó ấy đã cập rập. Bây giờ về Bến Tre tối thui à. Ăn Nhật là đang hay là đồ ăn mua với lại được tặng này cả nhà. Giờ mình sẽ đem vô nhà. À, về tới nhà đúng lúc. Đúng lúc shipper ship đồ ăn tới. Ủa, ăn luôn. Xong mở cửa cho ba. Đây là bánh bò thốt nốt nè cả nhà. Bánh bò thốt nốt nè. Ờ con. Bánh tét nè. Cà thâm nè. cà tâm bà thâm gì đó. Cái này bánh đặc biệt lắm á con. Mít nè. Mít này bỏ máy lạnh nha, bỏ tủ lạnh giùm mẹ Ngọc ơi con. Nè, bánh cà thâm nè, con ăn thử bánh cà thâm đi. Bánh tét nè. Mới ăn hả? Đây bỏ cà chỉ nó trái gì qua này. Trái trúc. À, bỏ tủ lạnh trái trúc đi. Thấy chút là chị nói là để nấu gì quên bỏ hàng. Nó lẩu phải không? Thôi bỏ cái đó vô ngăn mát luôn chị nha. Rồi ăn KFC 3 order về đó không bà cô chú? Về nó bụng quá hỏi mà kiếm gì ăn mà hỏi con ăn gì ăn gà rán à. Hả? Chào bà cô chú chưa? Ba thử cái lột đó. Lột ra cái đầu quầy ăn kiểu đó. Tại mình mua chè thuốc nốt là cái này người ta ấy sẵn rồi cho nên cũng chỉ ăn thôi. Này của ba mà. Ôi trời ơi, còn văng nước ra luôn nè. Nước ở trong á. Có nước ở trong. Tôi muốn ăn cái này lắm nữa nè. Ăn đi. Ngon. Ta mới nhìn dừa nước của mình nữa. Mà ăn được cái gì nó hăng hăng giống như là về rượu cái gì đó ăn cái vỏ ngoài đắng nhát à. Anh Nhật đem cà thâm về cho chị nên Nhật nè. Cà tâm rồi đem mấy cái bánh bò thốt nốt luôn, đem mấy cái bánh bò thốt nốt về cho chị ăn luôn đặc sản cho biết. Rồi cái này cái gì ta, cái này là bánh tét hay bánh gì? Bánh lá chuối nè. Bánh lá chuối hả? Ồ cho chị một cái luôn. Đó là của chị Tuyết hả? Chị Tiết đó, mày chị Tiết nè. Bỏ ra cho em qua cho chị ăn về ăn chứ này á, mình với lại chín đồ đó chiên ăn ngượng cái đó. Chà đó, gia đình xong mập 4 người nè bà cô chú. Lấy bà thốt nốt về luôn nha, cái bà thốt nốt về rồi bỏ tủ lạnh luôn thốt nốt nha. Rồi, cà tâm. Đó, nói em ơi, em yêu ơi, đặc sản của An Giang, nói anh đi công tác. Anh đi công tác ngày nay anh về. Anh mua cho em yêu. Bánh thốt nốt nha em yêu. Anh đi công tác nha, nói anh mới đi công tác về nha. Đây, Ngọc ăn thử cái cà tâm nha cả nhà. Ngọc có order bột chiên. Mà thôi, phải ăn thử cái cà tâm này mới được. Ủa, cái này gỡ đây, gỡ làm sao trời. Quấn đẹp quá, không biết gỡ làm sao luôn á. Còn có đồ rút hả? Thầy kéo rút không cắt kìa. Ờ, này cái khô. Uống nước nhiều. Nghe lời không? Thấy nghe lời không? Mẹ Ngọc dặn là uống nước nhiều là từ giờ cứ thấy mặt mẹ Ngọc là cứ uống nước nhiều vô. Nó chưa có thay đồ, tay điếc gì hết trơn, vô đây cái ngồi lo. Ăn cặp không? Lấy nước uống lo, lấy chai nước ra đây chọc vậy thôi. Lấy cho mẹ chai nước uống. Không, cái này chứ phải có một cái đường nào gỡ ra cho nó chứ còn gỡ thì chi kỳ lạ đi. Ừ, cho mình ăn. Ôi trời. Cái thơm này là cái gì? Xôi. Trời ơi, bánh cá dừa. Bánh luôn mà mẹ Ngọc ơi. Hả? Ủa bánh luôn à. Ừ, xôi. Xôi đậu đen. Chị ăn em nửa cái, chị ăn nửa cái. Ăn mình sao hết? Dưới xôi đậu luôn rồi á. Ồ, xôi đậu đen nè cả nhà. Bên trong cũng không có nhân gì hết, đa số là cái này là trộn nước cốt với cốt dừa sao Ngọc ơi. Ngoài cả nhà. Biết cái gì không? Giống như cái bánh dừa mình nuôi mình á.
ngọt 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 béo béo sạm sạm cho không dừa nhưng mà mềm ha, cứng mềm. À, em gặp đây không ăn đậu thì nó chết kìa. Ủa họ không muốn đậu. Ủa? Người em lạ lùng. Ngon. Thiệt, ngon ha. Ừ. Ngọt ngọt béo béo không ngay ngậy vậy ha. Nhưng mà cái nếp hôm nay nó mềm. Ừ. Không bị cứng. Ừ. Ngọt sau đây mà uống vậy thôi, trời là uống. Bữa giờ Ngọc về Ngọc chưa có ăn bột chiên nữa nha. Kêu Ngọc là Ngọc bút ráp với bột chiên với lại thêm cái này nè, há cảo nè, cái này ăn cũng ngon lắm, có ghiền cái mùi, cái vị của cái này nè. Bột chiên nè, ăn thử coi ngon không? Được, bột chiên ở đây làm ok cả nhà. Wow. Ngọc về Ngọc nghe chị Ngân kể không? Rồi do không? Hôm qua anh đang Ngọc ở ăn Ngọc live stream á, đi làm video á, cả nhà biết Ngọc ở An Giang á, mấy cô gọi tội quá trời luôn. Mà để gặp Ngọc để mấy cô tặng quà, quà đặc sản quê hương đồ này kia á, cũng nghe mấy cô chị Ngân chứ nói điện thoại quá trời luôn. Mà khi mà mấy cô gọi thì tụi con đã di chuyển tới chỗ khác rồi. Đó với lại hả, nó cũng tụi con có thời gian ít lắm. Nên là không có thông báo trước là không có gặp được nhiều cô chú. Như là tụi con cũng không nghĩ luôn là nhiều cô chú ở An Giang yêu quý anh em với gia đình tụi con như vậy luôn á. Thật sự là cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Coi như dịp này mình chưa có duyên đi. Thôi hy vọng là nếu như mà mình còn yêu thương nhau á thì mình sẽ gặp được nhau không sớm thì muộn ha. Dạ. Không ngờ luôn, rất là bất ngờ khi mà về An Giang là cô chú anh chị biết và yêu thương rất là nhiều luôn. Cái này há cảo không? Mùi há cảo này không bao giờ quên luôn á. Ăn chung với rau răm rồi nữa. Cái rau răm ở Việt Nam á, ăn vô nó cay mà nó đắng cái miệng luôn nha. Còn rau răm bên Mỹ á hả, nó ăn một nồi cũng chưa thấy mùi gì nữa. Răm Việt Nam ăn vô nó thơm liền luôn, ăn nhiều quá đắng nữa. Cả nhà ơi, hai chị em của Ngọc là sáng nay á, là ngày mai là Ngọc sẽ quay MV. Nên là hả, sáng nay là Ngọc với chị Ngân tranh thủ đi mướn đồ, cả nhà đi thuê đồ để mình quay MV á. Vui á chị Ngân, ngang lần nào đi quay MV đồ này kia nọ. Mà em mà đi kiếm hơn đó là đợt này mình có thời gian. Cái đợt mà hồi bữa mà quay cái MV yêu xa là cái lúc đó là 30 Tết. 30 Tết. 29 Tết. Hai chị em không có tìm được cái chỗ nào mà may, bữa đó là sáng sớm rồi người ta vừa mở cửa rồi hai chị em vô. Người ta nói là chị ơi chị, chừng nào chị trả chứ chiều nay làm đi về quê Đồng Tháp rồi. Về 30 Tết em ăn Tết. Trả đó. Là hôm nay có nguyên một ngày luôn nhưng mà cũng vất vả nha, thuê đồ là phải thuê nhiều ngày. Đúng chứ rồi. Còn có nguyên một ngày cũng thuê không kịp nữa. Mà lúc nào cũng ăn rồi cứ quay MV trong cái chuyện mà gấp ráp đâu đó. Mình dự trù thời gian mình đi thuê đồ cho buổi sáng thôi. Cuối cùng là mình đi cũng hai ba chỗ đó. Rồi bây giờ thì cuối cùng hai anh em, hai chị em đang ở trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa ha, Phú Nhuận, ăn ở Phú Nhuận. Thì cập sực nhớ ra là quán cơm mười khó của Trường Giang á, trên cái con đường ngay chỗ cầu Công Lý, hình như chỗ đó đóng cửa là sao rồi á. Nên là bây giờ người ta anh Trường Giang anh mở qua cái địa chỉ ở bên sông Hành ở quận 2 Thảo Điền gì đó, qua bên đó ăn review thử cho cả nhà xem coi cái địa chỉ địa điểm bên đó coi như thế nào, sao sao hay cả nhà ha. Nay đi ăn cơm miền Trung, cơm mười khó. Cái là chi nhánh ba hả? À để ăn chi nhánh mới. Vậy là chi nhánh đó, chi nhánh mới, bữa giờ chưa đi chi nhánh mới. Cá gì á? Ủa con cá gì hả?
nhanh gọn lẹ từ cái chỗ công nhận từ Gò Vấp mình đi qua đây xa, chứ còn mà ở cứ nhận đi qua đây gần đây cả nhà. Đây Ngọc đang ngồi ở cái quán cơm mới này cả nhà. Quán này vô rất là thoáng nha, cái màu nó cũng là cái màu chủ đạo màu vàng. Rồi mà bây giờ bữa nay có những cái bức tượng, cái những bức tranh vẽ của Hội An nè, ở trên này thì trang trí cũng giống vậy đó. Rồi bên đây thì bắt đầu có những cái đèn lồng này chị Ngân nè. Ở đây mà vô đây mình chụp hình đẹp chứ bộ. Kiểu ngày xưa giống như phố cổ vậy đó, thoáng mát mà có máy lạnh nữa, rất là mát. Máy lạnh rồi này chị nào là khỏe nè. Này Ngọc đang ngồi trên lầu 2 á cả nhà. Nào hôm nay thì sẵn bên đây cái gọi bé Thảo cũng rất là yêu thương gia đình, bữa nay đám cưới có chồng rồi nha. Nên là chuyến này cũng hơi bận rộn, hai vợ chồng mà bữa rủ đi xuống sinh nhật Bali Vincent mà mắc đi thưởng từng chân mật. Rồi cái giờ về cho bắt đầu lo cho tương lai nên cũng bận nên bữa giờ cũng chưa gặp, nên sẵn Ngọc qua tới đây với Ngọc gọi thoại rủ em qua chơi. Rồi với lại bé Quyên nữa cũng là thân thiết yêu thương gia đình, rồi cũng mời em qua đây chơi ăn luôn. Hả? Rồi anh Nhật ơi em đây. Đúng rồi, ba cơ sở luôn nè, ở Trần Quốc Thảo quận 3 nè, Nguyễn Nhân Trỗi lần cũng còn nè, 20 Song Hành nè, này là kim cơ sở của Thủ Đức nữa. Cho chị cái nước xả tắc đường phèn đi. Anh Nhật uống nước gì? Anh Nhật uống nước gì? Soda chanh. Nay cho anh Nhật về quê ảnh bữa chứ, bữa giờ anh đi miền Tây không mà nay phải cho anh về Quảng Nam bữa chứ. Này, những món ăn trong đây đây. Bắt đầu chờ mấy đứa nhỏ, mấy đứa em nó qua cái bắt đầu mình kêu luôn lần. Nhìn món nào không thèm hết trơn á, mà đi đông dạng mới đã. Chứ còn đi mà em chỉ chuyện thôi ăn chán, ăn có hai cái thì xong. Đây khăn lạnh nè cả nhà. Rồi ok. Này đẹp nè. Nhìn rất là xưa, nhìn rất là Hội An. Đó, cả nhà thấy đằng đó có trang trí không? Bắp rồi nè, rồi thơm thớm rồi này kia, cái rổ cũng đẹp ha. Cái này là nước xả tắc đường phèn mà thấy trong đây có sắt đó chứ không. Đây hai và hai cái sắt. Ê cả nhà ơi, cái này là cô dâu mới về nhà chồng. Mới cưới gọi là newly wed luôn á, tôi mới cưới chưa được tháng à. Dạ chưa được 2 tháng mấy. Ừ. Mấy lúc chị về cưới. Là Ngọc về khuya ngày 1, là em là sáng ngày 1 là đám cưới. Chiều ngày 1, sáng ngày 2. Chiều ngày 1 bên nhà gái. Thì bữa Ngọc chị đi đám cưới Thảo cũng vậy đó. Về tối ngày 2 đúng rồi. Là chị Ngân có đi cái đám của bé Thảo, cái đám đám cưới của bé Thảo. Rồi sao bữa giờ vợ chồng đám cưới sao rồi? Dạ, vợ chồng son mà. Thấy đây bên này là biết mới là đám cưới chặn nè. Mới vừa đi tuần dập mật về, đi không là lên ăn tân nhan nhà chị rồi. Ở đâu? Phú Quốc hả? Vui không? Thì cũng được rồi. Giờ vậy mà ổng có dẫn chồng ra mắt chị gì hết trơn. Chồng em bận quá. Cho tới bây giờ giờ có chồng mà. Đó, có chồng rồi sao mình có con, cái con chở qua chơi với anh trai. Trời ơi, cái mối quan hệ nó cứ kéo dài vậy đó, cả nhà vui. Thật sự là thấy. Đây, cái này là cái gì kho nè. Cái gì kho? Có thịt ở trong đây đó hay gì nè. Cái gì kho? Cái này là mực hấp bánh tráng nè cả nhà. Rồi cái này là chị Ngân thích nè, chanh rau bạc vàng nè, nấu với tôm. Và cái này là nguyên cái dĩa rau của nó nè. Với lại cái cơm. Với mình còn một món nữa. Đựng chén nha. Không còn nữa, còn nhiều lắm. Anh nhận. Không, bây giờ này nữa có tinh quý bác cũng đỡ đông khách rồi. Hết giờ trưa rồi, 2 giờ rồi, 2 giờ ăn trưa. Và đợi ta ăn chiều luôn. Em dậy ăn sáng luôn. Phải không? Em ăn dậy sáng luôn á. Chị nãy chị hấp được miếng súp buổi sáng rồi cho chị đi lấy. Bữa nào có thời gian lên nhà đi quà chơi bữa chứ. Bữa được chứ. Mà chưa biết nè chị, chắc chị nghĩ chị thời chị nghĩ là nếu mà chị không gọi hai tụi em bữa nay là cũng gặp nhau chuyến này luôn á. Dạ đi mà súp mà. Đó nên là nếu mà không mấy là không gặp nhau chuyến này được luôn. Là cũng hơn á, cái này nói chung mình
duyên đi ha. Sợ có duyên chứ nào mình cũng nhau đi. Đây. Đây cái gì chú chát này kìa, ăn thì đúng miền Trung chứ rồi. Cái này là bánh bánh tráng thì đúng miền Trung luôn rồi. Mà có thấy đi sao cắt cái bụng mực này ra ấy mà. Đúng rồi. Khó. Mực này đi để nguyên con chạy dài cứ cứa. Cái mực này nhỏ quá, khó cắt quá. Rồi mà cái nhà của mình nha. Bỏ hành vô. Em có hành không chứ chị? Trời, anh Nhật ăn ớt dữ hơn. Em mời cái này. Ừ, thôi. Thôi tự lá bớt. Xào chua, ngọt. Tụi em lần đầu tiên ăn bánh tráng miền Trung không? Đúng không? Với lại cải chua cả nhà, kho cải chua ăn chung với lại miếng cơm thử vô đây không biết là có nhớ miếng ăn cái gì được bao giờ chưa. Thì Ngọc ăn bao tử cá ba sa, còn đây là bao tử cá bớp nè. Cái bao tử cá bớp thì nó bự hơn bao tử cá ba sa ha. Không có cái kia đi á. Ủa khoan khoan chờ xíu, xong lấy nét gì mà bao tử cá bớp nó dai rồi một kia coi là trời, mà nó đắng lắm, có vị lắm đắng ha, nhẫn lắm đắng. Ngon mà, cái này mà nấu lẩu ăn ngon lắm luôn á. Em anh thích bào tử cá ba sa không? Chị ghiền cái bào tử cá bớp á, mẹ nấu nó lẩu chua á, ngon lắm. Còn cái này xào là xào thơm thơm rồi phải chua rồi. Tới món này sao nghe tên là cải trên mạng xã hội. Nói chung á cả nhà, khi mà mình ăn cái này cũng tùy thuộc theo cái địa điểm mình đang ngồi ở đâu, tùy theo tiền mặt bằng của người ta nữa. Nên là nhiều rất nhiều nơi giá cả khác nhau, nhưng mà thấy phù hợp với mình giỏi vậy thôi. Không mình học một cái học làm một điều yếu chứ còn muốn tính là đi được lòng thì ở nhà mình ai làm được không mà cả nhà không nấu. Cái này là cái mẹt gà rô ti mà Ngọc thích nhất ở cái chỗ này nè. Ăn nó giống như chai những gà chiên nước mắm vậy đó. Còn nguyên con nửa con gà chặt ra ăn chung với cơm này nè. Có cái nước sốt chấm theo nữa nè. Ngọt ngọt, mặn mặn mặn. Chị Ngân ăn đi chị Ngân. Ngon. Có lấy không? Cái ID của em này đi ăn này là đúng luôn ha. Cái gì thì ngon nha. Cái gì ngon ha. Thịt nó béo vậy, có xương nhiều. Đi ra Đà Nẵng thường thường em với anh Bảo ăn cái gì nhưng mà anh thích ăn nấu ngót. Em như Bảo ăn cái gì nấu ngót. Thì mình cho mình nấu ngót, nấu cái đậu đâu. Khảo gấp cho Ngân rồi. Tự nhiên đi nha. Chà, nay chơi nhạc đúng như quê luôn á. Nhạc đúng nhạc quê nè. Thường mình mà nghe nhạc giống nhạc miền Tây quá đó. Nhạc miền Tây nè. Ừ, nhạc miền Tây. Rồi ăn uống xong rồi cái chị em Ngọc bây giờ đi về cả nhà ơi. Bây giờ Ngọc phải về già xong rồi Ngọc chạy liền xuống Biên Hòa liền ngay lập tức luôn để bắt đầu có công việc ở dưới Biên Hòa nữa. Nói chung là hả, gặp được hai đứa em cũng vui. Về không có thời gian hẹn hò rồi này kia nọ, người nào người nấy cũng bận mà cuối cùng nhanh gọn lẹ trong vòng một phút chốc suy nghĩ tới chỗ ăn là kêu hai đứa nào không chạy qua được rồi cũng mừng. Nói chung vậy chứ mình coi nó như em bút trong gia đình của mình rồi đó chị Nga. Thì gì đó 4-5 năm nay rồi gì nữa đâu. Ngọc đã trở về Biên Hòa rồi, chiều này cả nhà 2 tiếng đồng hồ rồi. Lúc còn sáng lắm, Ngọc tắm rửa nghỉ ngơi dọn dẹp phụ tưới mấy cái cây rồi này kia nọ, giờ cũng tối rồi, 6:30 tối rồi cả nhà. Hello mọi người, lại là mình đây. Chào mọi người. Chúng ta xuống rồi mấy em. Chung mới có 2 ngày mà hai anh em nhớ nhau. Nhớ nhau quá trời. Nhớ quá trời nhớ. Lẩu gì ạ? Lẩu bò này là bò mua lúc nào không bỏ trong tủ lạnh.
lẩu ăn sẵn á. Cái nào ạ? Có cục thịt dê, mua thịt dê để sẵn luôn. Rồi mình xuống mà mình không có gì ăn. Rau muống không? Rau muống của nhà mình phải không? Rau muống nhà mình biết rồi, con đang để đuối luôn nghe nhận nha, nghe điện thoại biết luôn nghe nhận nha. Rau muống nhà nè mọi người, mới 2-3 ngày không ấy nè, già rồi ha, xém già. Bỏ bớt cái này, cái lá nè, có cải nữa nè, bò phải ăn cải luôn á. Không không phải phải xanh. Bây giờ anh chị hôm qua về tới mấy giờ? 10 giờ tối. Mấy giờ? Vui không? Vui, vui, quá vui. Em thì đi ăn gian hoài hay thằng hả? À, em ăn vàng chú chị học lần đầu quá hả? Lần đầu tiên vậy. Rồi em có ăn gạo thơm đó chưa? Ăn gạo thơm ăn rồi. Ăn rồi hả? Gạo thơm rồi à, chị ăn cơm bò Châu Giang chưa? Chưa. Ủa không đi đường Châu Giang gì hết hả? Châu Phú đi. À đi Châu Phú. Ồ, cũng rộng quá, nguyên cái tỉnh mà làm sao mà nguyên một buổi mà mình đi hết được. Không, không đi hết được đâu. Tranh thủ về. Vô vợ Định Biên. Nhưng mà thấy gạo thơm giống như gà nướng mình thì chứ đâu có gì đâu đúng không bảo? Thơm. Thơm nó ngon, kiểu lạ nhưng mà nó ngon nha em. Cái cách người ta làm lạ. Chà, ở đây máy bay bay nghe rào rõ quá nha. Hả? Ừ, chà, nghe tiếng máy bay kìa. Đang tập á, sáng giờ sẽ thấy tập mầm đó không biết. Hả? Xin mời mọi người nha. À, mời mọi người luôn. À, đá đó. Đá, đá sắc đá đó. Dạ rồi. Mấy ngàn? 25 ngàn. Bịch đá là 25 ngàn hả anh? À, một đồng đó. À, bằng tôi sao biết bằng tuổi? Mấy đứa con này? Em hai đứa. À. 93 đúng không? Dạ. Bữa em để mày nói. Dạ, dạ, anh bà biết tới em để rồi đó. Dạ, đó các em để. Hàng sớm này phải biết hết chứ. Dạ. Biết hết luôn. Được không? Đó, mời mọi người tối nha. Thấy rau là ngon lên đây, cái thấy cái gì thấy cái rau là của mình trồng á mọi người. Anh bảo trưa này anh tưới nửa giường, Ngọc tưới nửa giường. Rau mình trồng á mình thấy nó đã. Từ từ ăn thịt nha, thịt chưa mới chưa bỏ vô nè. Còn thịt thì dê từ ăn, mới vừa bỏ vô. Ồ dê tới chanh còn mình. Ủa không có bún biết gì hết trơn, bảo bún mì gì hết trơn nữa. Không, mì tôm có. Mùi nước lẩu anh bỏng mùi để sẵn vậy hả? Anh mua không bên châu á, mua bịch lẩu bò, còn lẩu dê vậy á. Còn lẩu dê đó là. Ai, anh bảo anh uống bia thì mình uống nước dừa. Đây coi có cái gì lấy ra nữa không? Ủa nãy giờ khoai hả? Ồ, khoai. Rồi bịch nước mắm. Cái này để ăn rất ngon. Sắp trái chanh long ra ăn luôn nè. Ăn này đi. Nhà thấy, cả nhà thấy anh bảo không? Anh ăn lẩu mà ngán luôn á. Ngọc thì Ngọc cũng không phải là một fan của lẩu. Ngọc là giờ Ngọc mặc vô trưa nè Ngọc đã ăn. Ăn bánh tráng cuốn nhưng mà giờ Ngọc vẫn có thể ăn bánh tráng cuốn được nữa. Ngọc fan của đồ khô, còn anh bảo là fan của đồ ướt. Cả nhà ơi, cái video clip tới đây cũng hết rồi cả nhà. Ngày mai bây giờ sẽ nghỉ ngơi dưỡng sức để ngày mai dậy sớm. 5 giờ là tất cả mọi người có mặt ở đây để bắt đầu make up làm tóc. Rồi đủ kiểu hết trơn để bắt đầu ngày mai quay MV. Thì cái MV ngày video clip ngày mai MV thì Ngọc sẽ quay lại để sau này Ngọc làm cái clip hậu trường để gửi cho tất cả cả mọi người xem là cái hậu trường đằng sau cái MV sẽ như thế nào. Rồi quay xong chắc cũng sớm lắm, tại vì 6 giờ quay thì chắc cũng tầm dầm tới 10 giờ. Maximum là 10 giờ là xong mà quay ngoại cảnh thì nó sẽ cực hơn là quay ở trong studio rồi này kia. Ngày mai sẽ ráng tìm những cảnh đẹp đẹp, những góc đẹp đẹp quay cho cả nhà mình xem ha. Chúc cả nhà của mình có một ngày thật là vui vẻ và mình sẽ hẹn gặp lại nhau vào ngày mai.